nhìn em có xinh không? Em biểu diễn một lần cho các bác xem nhé. Đấy đấy, hoa cắm đầy đít luôn. Các bạn biết gà thích ăn món gì nhất không? Đó chính là côn trùng đặc biệt là dế mèn phiêu lưu kỳ nhé. Gà con ăn gì để khỏe mạnh, phát triển tốt nhất trong 1 đến 2 tháng đầu? Thế nhưng để chăm sóc và cho gà con ăn gì từ khi chúng còn rất bé để khỏe mạnh và đường ruột ổn định? À con chó này, đã quên con rết này mày chết với chị rồi. Tự nhiên mồi dâng tận móng, quên mồi dâng tận mỏ mà không xơi bị phí. Rết sợ gì nhất các bạn biết không? Đó là gà và các loại mùi hương. Các loại cây có thể kể đến đó là cây cỏ xạ hương, bạc hà, khấn quế, bạch đàn. Sở dĩ mà mọi người tiêu diệt rết bằng cách đó là vì họ biết được con rết sợ mùi gì. Không chỉ có tác dụng dùng làm thực phẩm và làm thảo dược, những loại cây có mùi thơm tự nhiên cũng có tác dụng xua